Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z28 của tác giả Người Thứ Tám. Tủ sắt Z28, đêm cuối cùng của tử tội, chương 19, đoạn kết. Bằng ghi âm bắt đầu chạy rè rè. Những tiếng nói khàn khàn nổi lên từ trong máy. Thưa AX xin báo cáo, nhân viên công an đi xe Jeep đến đều bị hạ sát. Tôi đang theo Z62 tới tổng hành doanh bí mật. Tới nơi tôi sẽ gọi vô tuyến về ngay. Tiếng nói im bặt. Viên thư ký nói, thưa còn bản báo cáo thứ hai nữa, vừa tới cách đây 90 phút, trong khi ông đi vắng. Và tôi đã cho thi hành đúng chỉ thị. Trong máy ghi âm lại vắng ra giọng nói khàn khàn quen thuộc. Alo, AX xin kính cẩn báo cáo. Hiện thời tôi đang ở trong tổng hành doanh của Z62 đặt trong biệt thự số 75 đường Thái Phiên. Xin trân trọng nhắc lại, biệt thự số 75 đường Thái Phiên. Cửa ra vào bao giờ cũng khóa. Chúng tôi vào bằng cửa hông, còn xe hơi đậu ở ngoài cách một quãng xa trên đường chợ hôm. Trong nhà hiện có Z62 tức bà Huyền Hoa và cô con gái duy nhất tên Nguyệt Thanh. Họ còn đang bàn chuyện với nhau trên lầu. Tôi không nghe được vì cửa lim quá dày. Họ lại nói rất nhỏ. Tuân theo mệnh lệnh tôi không dám lại gần lỗ khóa vì sợ họ biết. Họ đang xuống dưới nhà, xin phép được ngưng, rồi sẽ báo cáo tiếp. Bằng nhựa vẫn quay từ từ, giọng nói im một phút rồi lại tiếp tục. Tôi xin báo cáo tiếp. Hai mẹ con bà Huyền Hoa dặn tôi coi nhà rồi mỗi người trèo lên một xe hơi riêng giấu trong gara phóng ra đường. Tôi không biết họ đi đâu. Trong biệt thự chỉ còn tôi với một tên vệ sĩ thân tín của bà Huyền Hoa. Thừa cơ hắn ngồi hút thuốc lá trong phòng khách. Tôi lén xuống gara báo cáo bằng walkie-talkie về Trung ương. Trân trọng xin Trung ương cho chỉ thị mới. Phan Mỹ hỏi viên thư ký. Anh có ra chỉ thị cho hắn chưa? Viên thư ký đáp. Thưa rồi, tôi đã dặn hắn giữ thái độ tuyệt đối bình tĩnh. Sau này sẽ trọng thưởng. Đồng thời tôi còn ra lệnh cho hắn báo cáo đầy đủ chi tiết. Biệt thự ở đường Thái Phiên rất rộng. AX chỉ cần lắn vào một xó xỉnh nào đó, nói nhỏ vào máy vô tuyến là ta nghe được. Mụ Huyền Hoa không thể phăng ra. Nhân viên của ta đã đến đường Thái Phiên chưa? Thưa họ đã bố trí xong cả rồi. Bản phúc trình mới nhất của toán theo dõi cho biết Nguyệt Thành lái xe tới trạm chiều đại số 4 ở đường Hàng Mành. Nàng vào trong và một lát sau trở ra cùng với một người đàn bà khác. Theo chỗ chúng tôi biết, người đàn bà này là Thái Phượng, phó trưởng đoàn Việt Kiều vừa từ Vọng Các tới Hà Nội tham quan tuần trước, hiện ngụ tại trạm chiều đại số 4. Chúng tôi đã chụp hình hai người và cho gửi phim hỏa tốc về. Xe của chúng tôi chạy sau rất xa, bọn họ không hề hay biết. Phan Mỹ ra lệnh cho viên thư ký tắt máy ghi âm và cầm lấy tấm hình đặt trên bàn. Mắt hắn sáng lên một sự thèm muốn vô tả. Viên thư ký chỉ tay vào tấm ảnh giải thích. Người thấp gầy ở phía trái là Thái Phượng, còn người kia là Nguyệt Thanh, con gái bà Huyền Hoa. Ta có hồ sơ về họ không? Thưa tôi đã cho tìm, thư khố của ta không có hồ sơ nào về Thái Phượng, còn về Nguyệt Thanh thì có. Anh đưa cho tôi coi. Nhưng chẳng có gì quan trọng cả. Trong hồ sơ tên nàng không phải là Nguyệt Thanh mà mang tên Tàu. Ta chỉ biết lờ mờ nàng hát rất hay, đánh đàn cũng hay, thế thôi. Phan Mỹ đứng im lặng giờ lâu. Bỗng cửa phòng mở toang, một cộng sự viên tất tả chạy vào với giọng run run. Thừa có báo cáo gấp của toán B. Phan Mỹ chạy sang phòng bên. Ba nhân viên đội mũ nghe đang ngồi chăm chú trước máy liên lạc vô tuyến. Một người đứng dậy, truyền mũ nghe cho Phan Mỹ. Alo, toán B phải không? Hoàn Sơn đây, có gì thì báo cáo đi. Hoàn Sơn là bí danh của Phan Mỹ trong việc điều khiển công tác theo dõi ở bên ngoài. Toán B xin báo cáo với Hoàn Sơn. Chúng tôi theo bà Huyền Hoa đến đường Hàng Bông Thợ Ruộng. Bà Hoa lái xe vào trụ sở của SMEC. Vào trụ sở SMEC à? Anh có xác định 100% không? Thưa 100%. Tôi lái xe sau bà Hoa chừng 15 thước. Vì tôi không mở đèn nên bà ta không nhìn thấy. Trong khi bà lái qua trụ sở SMEC, tôi đã đậu lại gần nhà pha hóa lò và dùng ống nhòm theo dõi. Bà Hoa bước vào trụ sở SMEC một cách tự nhiên, dường như đã có hẹn từ trước. Anh cứ túc trực ở đây. Tôi sẽ cho người tới phụ lực. Cẩn thận, khi nào có gì mới, phải báo cáo ngay cho tôi. Phan Mỹ xoa tay vào nhau lẩm bẩm. Z62 gặp K-Mob, lạ thật. Phen này rồi bọn mày sẽ chết hết. Từ máy vô tuyến, vắng ra lời báo cáo của Toán C. Alo, Toán C xin báo cáo với Hoàn Sơn. Từ nãy đến giờ, Nguyệt Thanh và Thái Phượng ở luôn trong biệt thự đường Thái Phiên, không thấy ra nữa. Phan Mỹ hỏi, các anh gác ở đâu? Thưa ở hai đầu đường và một căn nhà kế cận nhìn sang biệt thự. Trong biệt thự có đẩy đèn không? Thưa không. Có chó bẹt rê không?
Không có. Ngoài hai người đàn bà và AX của ta trong biệt thự còn ai nữa? Hình như còn một người đàn ông lực lưỡng luôn luôn đeo kiếm râm to tướng là vệ sĩ của bà Huyền Hoa. Thôi được, các anh cứ đứng ở đó, đợi tôi ra lệnh. Tiếng nói của Toán C vừa tắt thì Toán B lại tiếp theo. Toán B xin báo cáo với Hoàn Sơn, chiếc xe của bà Hoa vừa rời trụ sở SMAC. Lúc nãy bà Hoa đi một mình, giờ đây trên xe có thêm một người khác nữa, là một người đàn ông. Anh có nhìn rõ mặt hắn không? Thưa, xe vừa phóng vút qua, tôi đã nhận ra. Trời ơi, người đàn ông này là đại tá Camốp. Tuy giọng nói rõ ràng khúc triết, Phan Mỹ vẫn tưởng nghe lầm. Hắn hỏi lại. Anh nói sao? Camốp cùng ngồi xe với Jet 62 à? Vâng, ngồi cùng xe. Ai lái? Bà Huyền Hoa. Có thể bà Hoa bị Camốp giải đi không? Thưa không. Camốp dựa vào cửa xe ung dung hút thuốc lá. Còn có ai đi theo sau không? Thưa, có một cái xe riêng của Camốp. Trên xe có 4 vệ sĩ mặc thường phục. Đi sau có xa không? Thưa, khoảng 100 thước. Anh đã cho nhân viên đi theo chưa? Thưa rồi, xin ông cho lệnh tiếp theo. Anh cũng đi theo xem Camốp và bà Huyền Hoa đi về đâu. Im lặng trong 5 phút, rồi tiếng nói quen thuộc lại nổi lên. Toán B xin báo cáo, bà Hoa đang lái xe vào trong sân biệt thự đường Thái Phiên, cửa sắt đã được đóng lại. Phản Mỹ buông máy nghe, hối hả lại bàn giấy. Hắn chụp cái mũ da vằn mềm lên đầu, khoác áo mang tô vào người, rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ. Nào, chúng ta lên đường. Sương đêm lằn lặn, phủ kín thành phố Hà Nội. Đại tá Camốp, trưởng ty phản gián SMAC ở Hà Nội, bước vào nhà khách cùng với 4 vệ sĩ. Đội vệ sĩ của Camốp là một rặng núi đồ sộ. Tên nào cũng cao xấp xỉ 2 thước và nặng trên 100 kg. Cả 4 người đều mặc áo bằn tô, bên trong đeo súng lục. Bút máy bắn đạn hơi ngạt chế tạo tại Hung Gia Lợi và còn một khẩu tiểu liên Xô Viết bán gập dài 30 phân dành riêng cho nhân viên do thám. Vào nhà, bọn vệ sĩ vẫn lầm lì đút tay trong túi quần. Họ có thể bắn qua quần áo mà không cần rút tay ra. Tên bắn kém nhất có thể bắn đứt một cái nút chai trong vòng 10 thước. Tên giỏi võ nhất có thể bẻ cong song sắt 16, bàn gỗ lim chỉ đấm xuống là bể nát. Bà Huyền Hoa chỉ ghế. Mời các ông ngồi. Chỉ có Camốp chịu ngồi, còn vệ sĩ chia nhau gác 4 góc phòng. Camốp giục bà Hoa. Chừng nào thì Phan Mỹ đến đây? Bà Hoa cười. Nếu tôi không lầm, Phan Mỹ sắp đến rồi. Tuy nhiên muốn chắc ăn hơn, xin đại tá đợi tôi một chút. Nhân viên của tôi sẽ gọi vô tuyến đánh lừa Phan Mỹ tới đây. Tôi bận nhiều việc, không thể ở lại lâu đâu. Không riêng gì ông bận việc, tôi cũng thế. Bây giờ tôi xin nhắc lại điều kiện. Ông ra lệnh phóng thích 3 người của tôi, rồi tôi sẽ gọi cho Phan Mỹ. Tôi sẽ trả tự do cho họ ngay. Nếu Phan Mỹ không đến, miễn cưỡng tôi phải bắt bà. Bà Hoa đáp. Vâng, tôi xin thỏa thuận. Camốp quay ra nói nhỏ với một tên vệ sĩ. Hắn vội vã đi ra ngoài. Camốp nói với bà Hoa. Trong vòng 5 phút nữa, 3 nhân viên của bà sẽ được chở tới đây. Thế thì trong vòng 6 phút nữa, tôi sẽ gọi vô tuyến cho Phan Mỹ. Camốp ngước nhìn bà Hoa với vẻ mặt ngạc nhiên. Thú thật, tôi không hiểu bà làm cách nào để đánh lừa được con cáo già Phan Mỹ. Bà Hoa cười. Phan Mỹ là con cáo già đối với đàn ông, song chỉ là con cừu đối với đàn bà, nhất là đàn bà đẹp. Bảo gì Phan Mỹ cũng làm, không giấu gì ông. Tôi dùng mỹ nhân kế dụ hắn đến đây. Bà Huyền Hoa vỗ tay một cái. Cánh cửa bên hông được mở ra, Nguyệt Thanh và Quỳnh Ngọc uyên chuyển bước vào. Camốp sững sờ. Trời ơi! Bà Hoa bảo con gái. Còn rót rượu mời đại tá sư cho ấm bụng. Camốp xua tay. Cảm ơn, tôi không uống. Nguyệt Thanh nhí nhảnh. Đại tá sợ em bỏ thuốc độc vào rượu chứ gì. Em không thèm giết người một cách khiếp nhược như vậy đâu. Dù sao trong phút này, đại tá vẫn là đồng minh của em. Mai kia lại trở thành kẻ thù bất cộng đáy thiên. Nếu cần, em sẽ thách đại tá đấu súng hoặc đấu võ. Camốp nhún vai. Tôi hy vọng được cô chỉ bảo trong tương lai. Bà Hoa quát con. Không được hỗn với khách quý của mẹ. Nguyệt Thanh kéo Quỳnh Ngọc ngồi xuống ghế không nói nửa lời. Cửa ra sân mở. 3 người đàn ông mặc đồ xám bước vào. Trông thấy bà Hoa, họ đứng sững, vẻ mặt sửng sốt. Bà Hoa đứng dậy. Chào các anh. Tôi vừa điều đình với đại tá Camốp để trả tự do cho các anh. Giờ đây, Nguyệt Thanh sẽ dẫn các anh lên lầu chờ. Camốp nói. Con đường Thái Phiên đã được tôi cho người bao vây chặt chẽ. Các anh chỉ có thể ra sau khi công việc của tôi hoàn thành. Vậy tôi yêu cầu các anh ở yên trên lầu, đừng đi đâu hết. Nhân viên SMAC đã nằm trên các nóc nhà. Nếu các anh lẩn vẩn ra ngoài bị bắn chết, đừng nói tôi không nói trước. 3 người đàn ông lầm lì bước ra ngoài không thèm quan tâm tới lời nói của Camốp. Viên đại tá SMAC gọi giật lại. Các anh có nghe tôi nói không? Một người dừng lại, quắc mắt nhìn vào Camốp. Giọng nói của anh, người điếc cũng nghe, huống hồ là chúng tôi, đã có vành tai rất thính sau những năm hoạt động bí mật, ngày đêm chờ bọn anh đến bắt. Tôi đã nghe lời anh nói,
song anh Hiếu cho rằng chúng tôi không nhận lệnh của anh. Dù sao anh cũng vẫn là kẻ thù của chúng tôi. Cả Mốt tức uất. Dĩ nhiên chúng ta vẫn là thù địch, nhưng trong phút này tôi sẽ là đồng minh tạm thời của các anh. Bà Huyền Hoa khoác tay. Thôi các bạn, đại tá Cà Mốc nói đúng, phiền các bạn lên lầu đừng đi đâu cả. Cà Mốc nói với bà Hoa, họ cứng đầu thật. Bà Hoa cười. Nhân viên nào của tôi cũng cứng đầu cả. Cứng đầu là đức tính của kẻ hy sinh thân mình, tranh đấu cho tổ quốc. Họ cứng đầu như vậy, song tôi bảo gì họ cũng đều nghe. Sở dĩ tổ chức chúng tôi được tồn tại và phát triển mạnh mẽ ở đây là vì có những nhân viên cứng đầu với kẻ thù, nhưng vẫn tuyệt đối tôn trọng kỷ luật nội bộ. Rồi sẽ có ngày tôi bắt được bà để xem khi ấy bà có cứng đầu nữa không. Ông cứ về nhà cầu nguyện đi, khi ấy ta lại mang câu chuyện hôm nay ra bàn cãi cũng chưa muộn. Nhưng đại tá Cà Mốc ơi, yêu cầu đại tá bình tĩnh lại, tôi bắt đầu gọi cho Phan Mỹ đây. Một người đàn ông ngồi thu hình ở góc phòng đứng lên, hắn là chú ba, cộng tác viên của Phan Mỹ. Bà Hoa chỉ hắn, giới thiệu với đại tá Cà Mốc. Phan Mỹ đã gài một người bên cạnh tôi, người này liên lạc thẳng với Phan Mỹ bằng vô tuyến. Nếu tôi không lầm, Phan Mỹ đã cho bố trí sẵn sàng, đợi đại tá và tôi ra thì sẽ bắt. Cà Mốc bĩu môi, bà hãy gọi cho hắn đi. Chú ba rút walkie-talkie trong túi ra và gọi. AX gọi Hoàn Sơn. Có tiếng đáp ngay. Hoàn Sơn đây, báo cáo đi. Chú ba ngước nhìn bà Huyền Hoa rồi nói một hơi. Những câu mà hắn đã học thuộc từng dấu chấm phết. Alo, xin báo cáo. Đại tá Cà Mốc của SMAC đang họp bàn bí mật với bà Huyền Hoa ở đây. Xin cho chỉ thị. AX đang ở đâu trong biệt thự? Thưa tôi ở trong gara. Liệu địch có nghe được không? Thưa không, họ đều ở trên lầu. Tôi có phận sự canh gác ở bên dưới. Cà Mốc đến mấy người? Thưa với một vệ sĩ. Tên vệ sĩ này đứng ở đâu? Thưa ở dưới nhà, ngay cầu thang lên lầu. Liệu AX có hạ thủ được hắn không? Tuy hắn to lớn, tôi vẫn có thể hạ thủ được, song tôi sợ bại lộ, vả lại hắn có súng tiểu liên. Đừng ngại, Hoàn Sơn sẽ lo liệu cho. Nguyệt Thanh và Thái Phượng đang ở đâu? Thưa Thái Phượng là ai? Là cô gái đi cùng Nguyệt Thanh về biệt thự. Thưa cả hai cũng đang ở trên lầu. Phòng nào? Phòng lớn nhất, nhìn ra đường, cửa sổ đều đóng kín. AX có chắc là Cây Mốc chỉ mang theo một vệ sĩ không? Nhân viên lưu động vừa cho biết Cà Mốc mang theo 4 đứa. Những tên này ngồi phía sau và đều vào nhà cùng với Cà Mốc. Chú bà liếc nhìn bà Hoa. Cà Mốc thản nhiên hút thuốc lá. Chú bà nói tiếp. Thưa trong nhà chỉ có một tên. Tôi không thấy tên nào nữa. Có thể nào họ gác ở ngoài chăng? Được rồi, cứ bình tĩnh. Để tôi xem lại. Đây này, AX phải nghe cho kỹ. Trong vòng từ 10 đến 15 phút nữa, lực lượng của ta sẽ ập vào. Cẩn thận. Khi nghe tiếng chim hót, nhớ chưa? Thì lén ngay lên nhà trên, hạ sát tên vệ sĩ ở cầu thang. Phải làm cách nào để hắn không kịp kháng cự và không kêu được tiếng nào. Nếu hắn la lên, công việc sẽ hỏng bét. AX phải nhớ là xong vụ này sẽ được hưởng công hậu hỷ. Tuy nhiên nếu thất bại, sẽ bị lôi thôi vô cùng và gia đình AX cũng sẽ bị lôi thôi không kém. Giọng chú ba run run. Thưa Hoàn Sơn, tôi xin nhớ. Chú ba cất cái walkie-talkie vào trong người, bà Hoa nói. Chú uống một chút rượu cho khỏe. Đại tá Cà Mốc đứng dậy. Bà định theo kế hoạch nào? Bà Huyền Hoa lắc đầu. Tôi chẳng có kế hoạch nào cả. Mục đích của tôi là đánh lừa Phan Mỹ lên đây cho đại tá tùy nghi xử lý. Cà Mốc vất điếu thuốc cháy dở xuống đất đi đi lại lại quanh phòng, ra dáng suy tư. Bốn tên vệ sĩ khổng lồ vẫn đứng như pho tượng ở góc phòng, tay thọc vào túi, nét mặt lì lợm. Từ lúc rời trụ sở SMAC đến giờ, Cà Mốc bắt đầu lo sợ. Vì hắn là tay gián nghiệp lành nghề, nên nỗi lo sợ này được giữ kín trong lòng, không để lộ ra ngoài mặt. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ bà Huyền Hoa. Ngay từ khi nhận lời bà Hoa, Cà Mốc đã nảy ra một kế hoạch tàn bạo. Hắn sẽ cho Phan Mỹ một bài học, sau đó bắt luôn cả bà Hoa và trọn ổ gián điệp của ông Hoàng. Nhưng thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng của bà cho hắn thấy thực hiện kế hoạch này không phải dễ. Có thể bà Hoa lập mưu giết luôn hắn lẫn Phan Mỹ, song nếu muốn giết hắn thì mang Nguyệt Thanh và Thái Phượng đến đây làm gì? Hắn không biết rằng bà Hoa đã dùng hai thiếu nữ đẹp để làm mồi câu con cá hấu ăn Phan Mỹ. Thấy gái đẹp, Phan Mỹ sẽ quên hết nguy hiểm và sẽ mò đến. Cả Mốc soát lại trong hệ thống an ninh của SMAC, ngoài toán vệ sĩ theo hắn từng bước, còn hai toán khác túc trực ở hai đầu đường, chưa kể một đại đội võ trang súng nặng đợi sẵn ở gần chợ hôm đợi lệnh ứng phó. Tất cả những lời nói trong phòng đều được bí mật thu thanh bằng 5 cái máy nhỏ xíu giấu trong túi Cà Mốc và túi 4 tên vệ sĩ. 5 cái máy này chuyển âm ra ngoài, được thu vào băng nhựa, đặt trong một cái xe vô tuyến điện đậu cách tòa biệt thự 200 thước. Nếu có chuyện gì bất trắc, nhân viên SMAC sẽ ập vào biệt thự. Trong khi đó, Phan Mỹ cũng đang thử người suy nghĩ trên xe phóng nhanh về đường Thái Phiên. Cũng như Cà Mốc, Phan Mỹ bắt đầu lo ngại, song hắn vẫn không cho là bị lừa. Hắn đinh ninh là đối phương đã bị lừa, hy sinh 4 nhân viên để gài AX vào trụ sở bí mật của bà Huyền Hoa. Hắn đã đánh một nước cao, thí chốt, bắt xe.
Duy hắn lo ngại là tại sao Cà Mốp lại liên kết với bà Huyền Hoa. Tại sao? Điều này hắn không trả lời nổi. Có thể Cà Mốp đã khám phá ra hung thủ giết tướng Hồ Lếp là nhân viên của ông Hoàng, và Phan Mỹ đã tạm thời liên minh với ông Hoàng để diệt Smack, nên lập mưu quật lại. Nghĩa là Cà Mốp liên kết với bà Hoa, đại diện của ông Hoàng ở Hà Nội để giết hắn. Đúng ra là để bàn cách giết hắn. Song họ không ngờ hắn đã biết hết. Bỗng hình dáng khêu gợi của hai cô gái mũm mĩm đầy hương thơm thanh tân hiện ra trước mắt gã. Hai cô gái của lão Hoàng đẹp hơn Vương Lệ một trời một vực. Đã lâu lắm, hắn chưa được tận hưởng lạc thú tuyệt trần với mỹ nhân. Người đẹp ở Hà Nội mỗi ngày một khan hiếm, toàn là đàn bà khô khan. Da dẻ nhăn nheo, bộ ngực lép kẹp, ăn mặc làm lũ, toàn là đàn bà quê mùa, quên cả phương pháp trang điểm tối thiểu và chưa bao giờ được cầm trong tay những bộ đồ lót bằng ni lông mỏng như giấy bóng và lọ nước hoa ba lê rắc một giọt lên trên tóc, 3 ngày sau vẫn còn thơm một cách quyến rũ. Thái dương Phan Mỹ nóng ran, từ xưa đến nay hắn vẫn thích đàn bà đẹp, cầu trầm ngôn, ăn để mà sống, không phải sống để mà ăn. Đối với hắn phải được sửa lại là ăn để mà sống, sống để mà yêu đàn bà. Thật vậy, nếu không có đàn bà, Phan Mỹ sẽ không tài nào sống được. Hắn cần đàn bà như người nghiện nặng. Sáng trưa chiều phải kéo vài ba điếu á phiện mới khỏi bại hoại chân tay. Hơn một lần, hắn đã xuất bạc vạn để mua gái đẹp còn nguyên ở Hồng Kông. Xe hơi đã chạy qua chợ Hồn. Phan Mỹ không ra lệnh cho tài xế rẽ vào đường Thái Phiên, mà là chạy thẳng. Đến một cái hẻm, hắn xuống xe, đi bộ. Cùng đi với hắn là hai vệ sĩ đệ tam đẳng Đai Huyền Đen. Hắn không cần mang theo nhiều người. Hai vệ sĩ này đủ sức đối phó với hai đại đội của địch, hoặc bằng tay không hoặc bằng khí giới. Phần lớn, lực lượng của Phan Mỹ đều đi sau và phân tán ra nhiều đơn vị, sẵn sàng ứng chiến nếu được gọi tới. Phan Mỹ không ập vào cửa trước của biệt thự đường Thái Phiên. Bên trong có bà Huyền Hoa, đại tá Cà Mốp, Nguyệt Thanh và Quyền Ngọc. Hắn đi vòng lối sau, qua nhà của vợ chồng Vương Lệ. Vào giờ này, một chiếc xe hơi sơn đen rèm che kín mít phía sau. Công xa của Phan Mỹ chạy vào đường Thái Phiên rồi dừng lại cách biệt thự 100 mét. Trên xe, một người hao hao như Phan Mỹ. Người này ngồi ở băng sau với ba vệ sĩ. Đó là kế mọn của Phan Mỹ. Trong khi Phan Mỹ giả ngồi trong xe trên đường Thái Phiên, Phan Mỹ thật sẽ trèo tường vượt mái, lẳng lặng đột nhập vào biệt thự bí mật. Hắn vừa nhảy êm ru như lá rụng vào vườn, căn nhà của Borin và Vương Lệ. Borin bị giam dưới hầm Bộ Ngoại giao, chỉ còn có Vương Lệ ở nhà một mình. Do một sự tình cờ hy hữu, nhà của Vương Lệ chỉ cách tòa biệt thự bí mật một ngôi nhà nhỏ. Lúc ấy, Vương Lệ đã ngủ say. Phan Mỹ ung dung mở cửa nhà dưới bằng chìa khóa riêng. Hắn ra lệnh cho vệ sĩ chờ hắn bên dưới, rồi tất tả lên lầu. Cửa phòng Vương Lệ không khóa. Bên trong tỏa ra một ánh điện màu xanh lờ mờ. Vương Lệ nằm trên giường, một chiếc chăn mỏng che bụng, toàn thân trần truồng. Nàng đã tập thói quen ngủ truồng của đàn bà phương Tây. Phan Mỹ ngây người, miệng khô lại. Hắn cúi xuống hôn nàng. Nàng giật mình tỉnh dậy. Thấy hắn, nàng kêu lên. Anh lên đây bằng cách nào? Phan Mỹ hôn vào ngực nàng. Bằng chìa khóa của em. Em đưa cho anh hồi tối, em quên rồi à? Nàng ôm lấy hắn. Em lạnh lắm, anh ở lại với em. Hắn gỡ tay nàng ra. Anh còn phải đi giết Cà Mốp. Nàng giật mình. Giết Cà Mốp à? Phiên tòa của đảng đã xử hắn thua anh rồi. Anh còn muốn gì nữa? Bị xử thua thì hắn sẽ phải về nước. Hắn không là công dân Việt Nam nên anh không thể đưa ra tòa án thường để xử tử hình. Vậy anh làm sao để giết hắn được? Anh sẽ bắt hắn quả tang tư thông với địch. Em thức dậy đợi anh. Trong vòng 15 phút nữa anh sẽ quay lại. Em tắt hết đèn đi, ngồi chờ anh trong gara và chuẩn bị lái xe cho anh. 5 phút nữa em xuống xe, rổ máy nóng sẵn. Hễ anh tới là em phóng liền về Bộ Ngoại giao, vì anh sợ địch sẽ đuổi theo ráo riết. Vương Lệ hôn vào môi Phan Mỹ, dáng điệu say sưa. Vâng, em xin tuân lệnh anh. Nàng vất cái chăn đơn uyển chuyển bước xuống giường. Trông người đẹp kiều diễm uốn éo trước mắt, hoàn toàn khỏa thân. Phan Mỹ run lên. Nếu không bận công tác quan trọng, hắn đã vật nàng xuống giường và ở lại với nàng cho đến sáng mới về. Hạ thủ Cà Mốp là công tác quan trọng, không những cho riêng hắn mà còn cho cả tòa đại sứ Trung Quốc nữa. Phải hạ thủ Cà Mốp mới làm lu mờ được áp lực của Liên Xô. Phan Mỹ hối hả xuống vườn. Hai tên vệ sĩ cầm tiểu liên K-50 kèm hai bên. Phan Mỹ trèo lên nóc gara nhìn sang biệt thự của bà Huyền Hoa. Ánh đèn leo lét chiếu ra ngoài cho hắn thấy những thân cây lớn và những cánh cửa đóng kín. Hắn nhảy xuống. Còn một bức tường thấp nữa là đến tòa biệt thự bí mật. Phan Mỹ rút trong túi ra một cái xíp lê đặc biệt. Hắn đưa lên miệng và thổi.
tiếng kêu não nuột của chim hít cô nổi lên. Hắn lại thổi lần nữa. Hắn lờ mờ nhìn thấy AX từ dưới nhà chạy lên, chân vẫn sang đan không gây tiếng động. Phan Mỹ tuột xuống vườn rồi nép mình vào bụi rậm. Tứ phía im lặng như tờ. Phan Mỹ chạy vào cửa sau dẫn lên cầu thang. Hắn bắt gặp AX đang chùi lưỡi dao dính máu vào rèm cửa. Miệng hắn nở nụ cười thỏa mãn. Cả mốc chết đến nơi rồi, không còn quyền lực nào cứu sống được hắn nữa. Hành lang tối om, đến căn phòng giữa nhìn ra sân trước. Hắn đứng lại ra hiệu cho hai vệ sĩ. Một tên ghé vai vào, xô cửa thật mạnh. Tấm cửa lim bật vào trong. Hai khẩu tiểu liên hiện ra cùng một lúc. Nhưng một tiếng nói quen thuộc đã cất lên. Buông súng xuống, nếu không sẽ mất mạng. Hai khẩu tiểu liên nổ giòn. Vệ sĩ của Phan Mỹ bắn trước, hỏng đoạt ưu thế. Song đạn không trúng người vì căn phòng trống không. Tiếng nói vừa cất lên là do máy khuếch âm phát ra. Biết bị lừa, Phan Mỹ hối hả quay lại, xong không kịp nữa. Hai tên vệ sĩ đã gục ngã dưới một băng đạn từ cuối hành lang bắn chéo lại. Phan Mỹ đứng chôn chân như tượng đá. Lại giọng nói quen thuộc của đại tá Cà Mốc. Phan Mỹ, lẽ ra tôi đã tặng anh một băng đạn như hai vệ sĩ của anh rồi. Nhưng dù sao chúng ta cũng là địch thủ thượng lưu. Tôi cho phép anh chọn cái chết trong vinh dự. Chết bằng cách đấu võ hoặc đấu súng với tôi. Anh được một phút đồng hồ để quyết định. Phan Mỹ nhìn tứ phía không thấy Cà Mốc đâu cả. Chắc hắn đang núp ở phòng bên. Phan Mỹ biết là số mình đã tận. Hắn đinh đinh hạ được kẻ thù không đội trời chung Cà Mốc. Và ngang nhiên làm chủ hai mỹ nhân. Ngờ đâu lại đem thân vào miệng kẻ thù. Võ thuật và tác xạ, cả hai đều không phải là sở trường của Phan Mỹ. Hắn không lại gì Cà Mốc. Một đai huyền đen khét tiếng về nhu đạo. Một tay súng cừ khôi. Hễ rút súng là đối phương mất mạng. Song Phan Mỹ không còn lối thoát nào nữa. Nhận lời thách thức của Cà Mốc là chết, nhưng thà nhận lời để kéo dài thời giờ, chờ cơ hội lật ngược thế cờ. Vì vậy, hắn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Được thôi, tôi sẵn sàng đấu súng với anh. Cửa phòng đối diện Phan Mỹ mở toang. Đại tá Cà Mốc đi ra, gặp hắn. Cà Mốc mỉm cười sâu độc. Trong đời biết ai hơn ai, phải không đồng chí? Bây giờ mời đồng chí vào đây. Như kẻ mất hồn, Phan Mỹ theo Cà Mốc vào phòng. Đồ đạc trong phòng đã được dọn sạch. Chỉ còn trơ lại mấy cái ghế kê sát trong góc. Nhìn thấy hai vệ sĩ khổng lồ của Cà Mốc dựa lưng vào tường. Phan Mỹ nói, tôi chỉ đấu súng với anh nếu tinh thần thượng võ được tuyệt đối tôn trọng. Anh giết được tôi thì chẳng nói làm gì. Nhược bằng tôi bắn hai anh thì các vệ sĩ của anh sẽ báo thù. Cà Mốc cười nửa miệng. Anh muốn người của tôi tránh ra xa phải không? Tôi sẵn lòng. Nếu tôi không lầm, nhân viên của anh đã gác đầy đường Thái Phiên và một số đang đứng ngoài biệt thự, đợi anh ra lệnh để nhảy vào. Tôi sẽ cho vệ sĩ của tôi xuống nhà ngay bây giờ. Họ chỉ nổ súng nếu đàn em của anh nhảy vào biệt thự. Còn ở trên này chỉ có mình tôi với anh. Anh Phan Mỹ ơi, tôi cần nói trước là anh sắp chết. Anh sẽ chết như con muỗi bẹp dí dưới gót giày của tôi. Giết anh xong tôi sẽ lên phi cơ về Liên Xô. Vụ sắp xếp đề hèn của anh trước tòa để hãm hại tôi không đi đến đâu cả. Vì tôi đã nắm được bằng chứng cụ thể anh bắt tay với lực lượng của Lão Hoàng. Còn anh cũng bắt tay với bà Huyền Hoa, tay sai của Lão Hoàng, để thủ tiêu tôi và tòa đại sứ Trung Quốc. Cà Mốc hừ một tiếng. Anh nói đúng, nhưng anh sẽ không còn sống trên cõi đời này nữa để khiếu nại. Trong vòng 3 phút, anh sẽ xuống âm phủ. Ngoảnh lại phía vệ sĩ, hắn ra lệnh. Xuống dưới nhà, 10 phút nữa lên đây nhặt xác Phan Mỹ. Hai tên vệ sĩ lùi lũi đi ra ngoài. Trong khi ấy, một biến chuyển quan trọng xảy ra trong phòng khách rộng mênh mông dưới nhà. Cà Mốc chỉ bằng lòng lên lầu chờ Phan Mỹ, với điều kiện bà Hoa và toàn thể nhân viên tập họp trong salon dưới sự canh chừng của hai vệ sĩ Cà Mốc. Còn hai vệ sĩ theo hắn lên gác. Vào những lúc thần chết gần kề, người ta mới thấy quyền lực của sắc đẹp. Bà Hoa đã dùng mỹ nhân kế để kéo Phan Mỹ tới biệt thự gặp Cà Mốc. Một lần nữa, bà lại dùng mỹ nhân kế lung lạc hai tên vệ sĩ khổng lồ của SMAC. Thoạt tiên, chúng ngồi trên ghế ở cửa ra vào, nét mặt lầm lì, khẩu súng đặt trên đùi sẵn sàng nhả đạn. Xong chỉ một phút sau, trước nụ cười tươi như hoa nở của Nguyệt Thanh và Quỳnh Ngọc, chúng đã bắt đầu bớt khó chịu. Cặp mắt xanh biếc của hai gã đàn ông Nga đột nhiên đỏ ngầu. Nguyệt Thanh thản nhiên rót vodka uống, hơi men làm má nàng hây hây như trái đào mới chín. Bỗng nàng đứng dậy, nghiêng người nhìn ra vườn. Ánh đèn trên chết làm tăng những đường cong uyển chuyển trên ngực và vai nàng. Tên vệ sĩ cao gần hai thước ngó theo nàng, miệng mím lại. Rồi hắn buông ra một tiếng Nga tục tĩu. Bạn hắn la lên, đừng làm bậy. Nhưng hắn không nghe lời khuyên của bạn. Hắn khệnh khạng đứng dậy tiến về phía Nguyệt Thanh. Nàng giả vờ, sợ hãi, đi lùi ra phía cửa. Phía sau là một hành lang tối om. Tên vệ sĩ khổng lồ cứ bước theo, trong khi Nguyệt Thanh cứ lùi. Ra đến hành lang, nàng vùng bỏ chạy.
hắn quát lớn, đứng lại, không tôi bắn. Nàng chạy vòng vào phòng ăn, tên vệ sĩ chạy theo. Hắn không ngờ rằng Nguyễn Thanh đã thủ sẵn một con dao nhọn hoắt trong tay. Tên vệ sĩ vừa ló đầu vào, nàng đã phóng lưỡi dao ra. Trúng cuống họng, hắn loạng choạng một giây rồi ngã gục. Thấy bạn mãi chưa ra, tên thứ hai sốt ruột tiến vào, xong không quên chĩa khẩu tiểu liên vào mọi người trong phòng. Hắn nghe tiếng kêu của Nguyệt Thanh. Trong một giây đồng hồ thiếu bình tĩnh, hắn chạy tới. Quỳnh Ngọc mở ngăn kéo lấy một lưỡi dao khác. Không thấy bạn, tên vệ sĩ lại chạy vào. Xoẹt một tiếng, lưỡi dao cắm vào giữa tim. Cây thịt trăm cân húc vào tường rồi trở thành cái xác không hồn. Toàn thể mọi người đều đứng vụt dậy như máy. Phan Mỹ đã lên lầu từ nãy. Bà Huyền Hoa mở tủ buffet, lôi ra hai sợi dây điện nối đầu vào nhau. Trong vòng 5 phút, biệt thự sẽ nổ tung dưới sức mạnh của một khối plastic chôn ngầm dưới cầu thang. Quỳnh Ngọc rút cầu chì, toàn căn nhà chìm trong bóng tối. Bà Hoa dẫn đường, mọi người chạy vút ra sân trèo tường vượt sang biệt thự của Vương Lệ. Hai tên vệ sĩ ca mốc vừa ra đến cầu thang thì đèn tắt. Biết là có biến, chúng vội quay lại. Đèn tắt giữa lúc ca mốc và Phan Mỹ rút súng. Chưa ai kịp bắn thì một tiếng nổ kinh thiên động địa xảy ra. Trong chớp mắt, ngôi nhà đổ sộ đổ sụp, gạch ngói bay tan tác. Ngoài đường, súng máy lác đác nổ. Nhân viên của Camov và Phan Mỹ bắt đầu xung đột. Trước khi bị một thanh sắt bay vèo trúng vào đầu vỡ nát thái dương, Camov vẫn còn nhả được viên đạn vào giữa tim Phan Mỹ. Tay ôm vết thương chí tử, khẩu súng văng xuống sàn nhà. Phan Mỹ gục vào tường. Bức tường đổ sụp. Hai thủ lãnh tình báo lọt xuống vườn dưới hàng tấn gạch đá. Toàn thân nát ngứu, không kêu được một tiếng. Trên chiếc xe nhỏ xíu, cả thầy có 8 người. Ba người đàn ông vừa được Camov trả tự do. Chú Ba, người đóng vai trò quan trọng trong âm mưu đánh lừa Phan Mỹ mang thân vào hang cọp, Nguyệt Thanh, Quỳnh Ngọc, Vương Lệ và bà Huyền Hoa. Vụ nổ kinh hồn và cuộc chạm súng trước biệt thự đã tạo cơ hội thuận tiện cho 8 người thoát khỏi vòng vây. Chạy được một quãng, xe dừng lại. Một chiếc xe hơi đeo số bộ ngoại giao đậu sẵn bên đường. Nguyệt Thanh và Quỳnh Ngọc ngồi chung xe với Vương Lệ, còn 5 người kia sang xe hơi mới. 5 phút sau, Vương Lệ lái vào bộ ngoại giao. Lính gác cản lại, nhưng Vương Lệ thò đầu ra cửa xe và đưa chứng minh thư. Nhận ra Vương Lệ, lính gác không hỏi gì nữa. Xe đậu lại, Vương Lệ tiến vào cầu thang. Một tên lính mặc đồ trận giơ súng đuổi nàng. Viên đạn qua đầu súng hãm thanh bằng cao su trúng vào giữa trán. Tên lính vất khẩu súng chui vào thang gác. Vương Lệ mở cửa xuống hầm. Nàng không ngờ lại có người đứng gác núp sau cánh cửa. Một viên đạn vèo qua mặt, suýt nữa thì nàng mất mạng. Quỳnh Ngọc chĩa súng vào góc. Tên lính rú lên một tiếng đau đớn. Trong khi đó, Nguyệt Thanh đặt một cái hộp to bằng nửa cái vali lên sàn nhà. Nàng đeo mũ nghe vào tai. Tiếng bíp bíp vẳng ra rõ ràng. Nàng đi ra cửa, tiếng bíp bíp giảm bớt. Ghé xuống miệng hầm, tiếng bíp bíp lại gia tăng cường độ. Nàng bỏ mũ nghe ngẩng đầu lên. Anh ấy bị giam ở dưới hầm. Nguyệt Thanh cầm tiểu liên mai phục bên cửa. Quỳnh Ngọc theo Vương Lệ xuống hầm. Đèn dưới hầm được bật sáng trưng. Tuy nhiên không có người gác nào. Quỳnh Ngọc gọi lớn. Văn Bình. Đang ngồi bó gối trong xà lim, Văn Bình vùng dậy. Thấy chàng sau song sắt, Vương Lệ rú lên. Anh. Nàng chạy bổ lại nắm lấy tay chàng đưa lên môi hôn. Quỳnh Ngọc lặng người như bị sét đánh. Văn Bình nhìn thấy sự thay đổi trên mặt nàng. Quỳnh Ngọc đưa súng cho chàng. Chàng xả một loạt đạn vào cửa. Cánh cửa nặng nề mở ra, cả ba chạy lên cầu thang. Bỗng có tiếng gọi khẩn thiết, Vương Lệ. Đó là tiếng gọi của Borin. Vương Lệ đứng khựng lại, nàng lặng lẽ chĩa súng vào ổ khóa. Khi nhận lời đi cứu Văn Bình, nàng quên bẵng Borin chồng nàng. Nhưng Borin không quên nàng, hắn đợi nàng từ lâu. Hắn thấy nàng xuống hầm khoác vai một người đàn ông lạ. Máu ghen sôi lên, hắn ôm chặt lấy nàng. Vương Lệ rú lên. Cái muỗng bằng nhôm được mài nhọn như lưỡi dao đã xuyên qua họng nàng. Nàng buông chồng ra, gục chết trên nền xi măng ướt át. Như người điên, Borin túm lấy áo Văn Bình. Trong lúc bất thần, chàng tránh không kịp. Mũi nhọn đâm ngập vào vai chàng. Chàng lảo đảo dựa vào tường. Borin rượt theo. Chàng phóng ngọn cước vào mặt hắn. Bị bắn vào cửa sắt, hắn toàn bò dậy thì Quỳnh Ngọc đã nổ súng. Viên đạn 9 ly làm miệng hắn vỡ nát. Lúc hai người lên đến miệng hầm thì nhiều tiếng súng nổ vang. Chiếc xe tiếp ứng của bà Huyền Hoa đang đậu ngoài đường. Văn Bình chạy vội lên xe. Nguyệt Thanh lái phăng phăng ra cửa. Một viên đạn cắm vào kính trước. Nàng cúi rạp xuống vô lăng, phóng vào đêm tối mù mịt. Từ chiếc xe bà Hoa, nhiều tia lửa đỏ ối vụt ra. Trong chớp mắt, vọng gác trước của bộ ngoại giao im bặt tiếng súng. Văn Bình hỏi Nguyệt Thanh, chúng mình đi đâu bây giờ? Nàng đáp, ra phi trường về võng cát.
Trời gần sáng, đường xá vắng tanh. Đến đường Hàng Vôi, Nguyệt Thanh thắng lại, nàng quay về phía Văn Bình. Chúng mình ở đây đợi Vũ Kính. Hai tiếng chúng mình nàng nói ra bằng giọng vô cùng âu yếm. Quỳnh Ngọc nhìn hai người trong sự sừng sốt vô biên. Nàng đinh ninh Văn Bình chỉ biết mình nàng. Nàng không ngờ còn hai người đàn bà khác nữa. Một lùm đèn pha từ đầu đường chiếu tới. Nguyệt Thanh nói. Anh cứ ngồi yên trong xe, mẹ em đã thu xếp xong xuôi rồi. Ngang xe bà Hoa, lùm đèn pha dừng lại rồi tắt ngúm. Văn Bình thấy một đoàn người lố nhố trèo lên chiếc cam nhông. Mọi việc xảy ra quá nhanh, Văn Bình không kịp theo dõi chi tiết. Bà Hoa đã đến bên chàng không biết từ khi nào. Dưới ánh sáng mờ mờ, bà trông như nữ lão tướng đang chỉ huy trận địa. Bà nói với Văn Bình. Chúc anh thượng lộ bình an. Chàng ngạc nhiên, thưa bà xong rồi à? Xong rồi, không có ai ngăn cản ở phi trường nữa đâu. Cà Mốc và Phan Mỹ đã chết. Tôi đã thay 5 người trong phái đoàn bằng 5 người của ta. Con Nguyệt Thanh cùng đi với anh. Tôi nhờ anh trông nom nó, trông nom như người anh ruột đối với người em gái khờ dại. Nếu có chuyện gì thì anh chết với tôi. Nguyệt Thanh phản đối. Mẹ làm như con là con nít lên ba, ra đường sợ mẹ mình bắt. Bà Hoa nghiêm sắc mặt. Sự đời còn nhiều lắt léo còn chưa hiểu được đâu. Vì thế mẹ mới căn dặn Văn Bình. Thôi đến giờ rồi, thiếu ta Vũ Kính sẽ đưa phái đoàn lên phi cơ. Văn Bình nói, Vũ Kính có phải rút vào bí mật không? Lát nữa sau khi phi cơ cất cánh, Vũ Kính sẽ đi Sầm Sơn xuống tàu ngầm của ông Hoàng. Ông Hoàng cho biết là công việc đã hoàn tất. Hai tòa đại sứ Trung Cộng và Nga Xô sẽ còn đánh nhau mấy năm nữa chưa hết. Bỗng Quỳnh Ngọc xen vào. Thưa bà, tôi xin được ở lại. Bà Hoa mỉm cười. Tôi đã biết tại sao cô đòi ở lại. Song giá cô cùng về với Văn Bình thì hơn. Sở dĩ tôi cho con Thanh tới, mời cô giữ cứu Văn Bình là để cô thu thập thêm một kinh nghiệm nghề nghiệp. Tôi không muốn nói rõ hơn, sợ cô buồn. Vì tôi biết con gái tôi ở cùng vào hoàn cảnh như cô. Quỳnh Ngọc nín thinh. Bà Hoa lái xe trở về trung tâm Hà Nội. Trên mắt Nguyệt Thanh long lanh một giọt lệ, song miệng nàng lại mỉm cười. Nàng khóc vì xa mẹ, nhưng lại cười vì được ở gần chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú. Quỳnh Ngọc bậm môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Thiếu tá Vũ Kính ra lệnh cho tài xế lái xe lên cầu Long Biên. Văn Bình ngồi yên trong góc. 3 giờ nữa chàng sẽ có mặt ở Vọng Các. Vết thương ở vai làm chàng đau buốt, nhưng trái tim chàng còn đau hơn. Đương đầu với những con cáo già như Cà Mốc và Phan Mỹ, chàng không hề run sợ. Nhưng thái độ của những thiếu nữ hờ hớ xuân tình lại làm chàng run sợ lạ thường. Gió lạnh quạt vào mặt chàng. Chàng ngâm nho nhỏ, yêu là chết ở trong lòng một ít. Tác giả, người thứ 8.